Tại Việt Nam, đây là loại tre hầu như không gặp trong rừng tự nhiên, thường chỉ gặp ở dạng trồng trọt tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và Hà Tây. Loại tre này thường được trồng phân tán hoặc tập trung thành các diện tích nhỏ ở vườn rừng, ven rừng tứ sinh, mỗi khóm thường khoảng 50 cây. Loại cây này được một lão nông 40 năm kinh nghiệm trồng măng tre phát triển thành công cách đây 3 năm mà vẫn chưa nhiều người biết tới. Về giá trị kinh tế, thân loại cây này lớn to, dài, chắc bền, rất đặc nên thường được dùng làm cột buồm, làm nhà. Các dân tộc vùng cao dùng làm máng dẫn nước, làm nguyên liệu cho công nghiệp giấy, chế biến thay thế cho gỗ có hiệu quả cao. Giá bán cho các nhà máy giấy lên đến 1.000 đồng một cân. Mang loại cây này lớn to, ăn ngon, ăn tươi hoặc phơi khô, cũng có thể đóng hộp. Một bụi cây to có thể cho tới 180kg măng tươi, một bụi mỗi năm. Măng tươi được thị trường rất ưa chuộng vì có vị hơi đắng rất đặc biệt. Măng đầu vụ có thể bán, trọng lượng măng lúc khai thác có thể đạt tới 15kg một măng. Có bụi một năm thu được 10 đến 15 măng. Và đặc biệt, trọng lượng măng lớn nhưng ngon như loại măng nhỏ khác như măng mai. Lá có thể bán cho các cơ sở sấy khô xuất khẩu sang Đài Loan và lá măng to hơn các loại lá măng bát độ với cùng số lượng lá trên một đơn vị sản phẩm, giá lên tới 22.000 đồng 1kg lá tươi. Đặc biệt, loại măng tre này không đòi hỏi kén bất cứ loại chất đất trồng nào so với các loại măng tre trước đây. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Nông nghiệp Vàng sẽ đưa quý bà con anh chị đến với mảnh đất Đoan Hùng, Phú Thọ để giới thiệu quý bà con anh chị loại măng tre rất mới và vô cùng tiềm năng này. Kính chào tất cả quý bà con anh chị quay trở lại với chương trình Nông nghiệp Vàng. Ngày hôm nay tôi đang rất là vui khi được có mặt tại tỉnh Phú Thọ. Cụ thể thì đây là xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, và để giới thiệu đến quý bà con cô bác anh chị một cái mô hình rất đặc biệt. Thường thì quý cô bác anh chị được nghe đến rất nhiều loại măng tre như là măng bát độ này, mạnh tông này, hay lục trúc này. Thì trong chương trình ngày hôm nay có thể nói là một cái chương trình đầu tiên về một cái loại măng tre mà cũng có thể là rất là ít người biết, đó chính là cây bương lớn. Thì để cụ thể biết về cái tiềm năng kinh tế của cây này như thế nào và chúng ta tận thu được những cái bộ phận nào trên cây về cái giá trị kinh tế thì rất là vui. Ngày hôm nay cháu được kết nối với chú Nam. Thì cháu chào chú ạ. Ừ. Thì chú Nam trước hết có thể giới thiệu qua bản thân mình để cho tất cả bà con trên chương trình biết về chú được không? Tôi thì cũng chỉ là một người làm nông nghiệp thuần túy thôi. Sau khi làm quá trình mình cũng chuyên về các cái loại cây tre, vừa làm giống vừa làm nguyên liệu các loại. Mình cũng tìm hiểu, mình phát hiện là cái cây bương này là có một cái tiềm năng rất là lớn về măng, về cây, về thu hoạch lá các loại, nói chung là tận dụng được hết. Mình cũng đưa về mình trồng phát triển cho nhân ra cho bà con trồng. Đến giờ phút này thì mình thấy là cái cây này giá trị kinh tế nó rất là cao và nó phát triển rất tốt trên các cái loại đất đồi rừng. Nó có thích nghi với lại nhiều loại đất, kể cả những cái vùng đất mà xấu. Nói chung là cây này cây dễ tính, cây bản địa. Có thể nói thì chú Nam cũng là những cái người đầu tiên, không phải đầu tiên mà chú chính xác chú là người đầu tiên ở khu vực miền Bắc này ươm thành công ấy, cái cây bương lớn này. Thì trước đây cháu cũng đã từng đến và quay mô hình chú một lần rồi, nhưng đấy là cây bát độ và rất là nhiều các anh chị em trên cả nước cũng trồng cây bát độ rồi. Thì chú Nam có thể phân tích qua cho cháu là cái cơ duyên nào mà chú lại tìm được cái cây bương lớn này và cái tiềm năng so với cái bát độ thì nó như nào hả chú? Sau khi mình làm giống mình cũng phát hiện ra là cái cây bương này cái lá của nó cũng rất là đẹp. Cách đây là bao nhiêu năm rồi chú? Ba năm. Về mình lấy về mình trồng thử. Khi trồng thử ra thì mình thấy nó phát triển rất tốt trên cái đất đồi và với cái vườn của mình. Sau đó là mình nhân rộng ra trên cái mô hình lớn hơn và mình cũng làm giống bán cho bà con trồng. Cho đến bây giờ thì hiện tại là mình thấy là cũng, nếu mà trong các cái loại tre để mà trồng
cho thu hoạch cao thì cũng theo mình là chưa có cái loại nào vượt trội bằng bằng cái bương này. Thì cái này nó có cái thế mạnh là kể cả cái cây của nó thì cũng rất là tốt, chắc khỏe. Cái măng của nó thì ngon, là một hai nữa là nó phát triển rất nhanh, mà măng này nó cũng đặc. Nói tóm lại là măng này nó cũng tương đương với măng Mạnh Tông, thế nhưng mà nó lại khác một cái điểm là măng này nó không mềm như măng Mạnh Tông mà nó giòn hơn. À, thế này nhé, để mà phân tích sâu hơn, bởi vì có rất nhiều cái điều đáng nói trong chương trình ngày hôm nay, thì cháu mới cả chú Nam sẽ trực tiếp đi vào trong cái vườn bương nhé. Chú đang trồng mình, chú cháu mình sẽ phân tích kỹ hơn chú ạ. Để nói qua một chút về giá trị kinh tế của cây măng nhé, thì cháu cũng tìm hiểu chú ạ. Thì cây măng măng tre nói chung này, và cái bương lớn này nói riêng, thì gần như là mình không bỏ bất cứ một cái bộ phận nào. Đầu tiên là lá là mình có thể bán theo cân được này. Mà hiện tại như một cây bương này thì nó đang dao động từ khoảng bao tiền hả chú Nam? Như cái lá A này nhá, nếu là lá AB thì là bây giờ như là thị trường của mình đây là nó vào khoảng 22.000 cân lá tươi. À, đây nếu là ABC thì là cái lá của nó vào khoảng 18.000. Đây, đây thực tế chính là một cây bương đấy ạ. Đấy. Đấy. Mà so với lá Bát Độ thì chú thấy nó to hơn khoảng bao nhiêu lần? Lá loại A này. Cái này thì nó to hơn, mà nó dày lá hơn. Cháu để ý nhưng nó phải bằng phải khoảng gấp 2/3 lần đấy. Cái này lá đẹp á. Thế cả thứ hai cháu nói, thế chú cứ lên hẳn vườn đi, để cháu phân tích qua thêm một chút nữa để người bà con có thể hiểu về giá trị kinh tế cây này. Măng đấy như chú nói đấy, là chúng ta có thể thu hoạch về măng này, và măng cây bương này thì như chú bảo nó ngon như cây Mạnh Tông, và bên cạnh đó nó còn giòn hơn nữa. Tiếp theo là về thân nhá, thân là chúng ta có thể tận dụng để cho những cái loài vật như con rúi ăn này, hay bên cạnh đó nữa thì trong ban nãy chú cháu mình trao đổi ấy, cái này có thể làm vật liệu xây dựng đấy, như là tọc, rồi là những cái bè ráo, cây trống, cây trống như các chuồng trại chăn nuôi dê đúng không chú? Đây, bên cạnh đó là có thể làm cả giấy này cho động vật ăn này, rồi làm chuồng trại, chống chuồng trại. Đây, bên cạnh đó là chúng ta có thể làm được cả giấy bán. Thì bây giờ như ví dụ như là một cái cân này chú hay bán như nào để cho các nhà máy giấy ấy? Ví dụ như nguyên liệu giấy ở đây mình bán cho nhà máy giấy An Hòa hoặc nhà máy giấy Yên Bình là 900 đến 1.000 đồng một cân. À, thế thì giá trị cực kỳ cao đấy. Mỗi một cái búi như này thì nó phải lên tới hàng vài chục cân chú nhỉ? Cây này nó cây to, nó vài chục cân. Đấy mà mỗi năm mà chúng ta còn thu hoạch được cả một lần đúng không? Thu hoạch được cả lá này, cả măng này, và cả về thân này. Nói chung là không bỏ cái gì, cũng dễ. Vâng. Đây thì... là cái chỗ này là mình đang làm giống. Thì để đầu tiên nhé, để ban nãy chú cháu mình cũng mới giới thiệu qua rồi chú ạ. Thì cháu vẫn muốn khai thác thật sâu về trong chủ đề chương trình ngày hôm nay. Cháu muốn đánh sâu về cây này để bà con hiểu được cái tiềm năng rất lớn từ cây này. Thì chúng ta nói về cái nguồn gốc, cái cơ duyên chú đến với trồng cây này rồi. Thì như chú ấy cũng đã từng trồng cây măng Bát Độ rất là lâu năm rồi. Thì so với cây măng Bát Độ thì chú thấy nó có ưu nhược điểm nào nó hơn cây măng Bát Độ chú? Cây này thì cái sức sống nó khỏe hơn cây măng Bát Độ. Thứ nhất là về cái chế độ chăm sóc của nó thì nó đơn giản hơn. Cây này nó cũng tốt. Cây măng Bát Độ thì sao nó cũng là giống lai, nhưng là cái chế độ chăm sóc của nó là nó lượng hơn. Thứ nhất là về nước, về phân. Đây như cây này trồng trên cái đồi nó cao như này, với cái địa hình cao như này, nếu như là cây Bát Độ sẽ không lên được, phát triển được. Nhưng cây này lên rất tốt. Đây là năm thứ ba mà có kem là hai cây. Nếu đếm ba là 2, 3, 8 có thể trên 40 cây. Thì đây là đã chặt được cây táo. Thế là một búi này trên 40 cây rồi. Vâng. Tiếp theo các cái điểm nó ưu thế hơn, tức là chú ban nãy chú nói là thứ nhất là dễ trồng hơn là một này. Đấy, sinh trưởng tốt hơn. Bởi vì cây này như chú bảo nó sẽ phát triển tốt hơn cái Bát Độ là cái thứ hai nữa. Chú phân tích cho cháu về các yếu tố như là về thu hoạch lá hay thân đi ạ. Đây nhá. Ví dụ như tất cả các cái loại cây ấy thì mình có thể có lá thì mình phải rút. Được. Thân gốc này nó có lá đây này. Các cây khác thì lại lên mái trên cao nó mới có. Đấy. À, đây là ưu điểm hơn là khi chúng ta thu hái nó cũng dễ hơn đúng không ạ? Nó mọc mái sát gốc. Cái đốt của nó là rất dày.
đây này, khoảng cách đốt nó rất dài, đốt dài bao nhiêu thì cành nó sẽ dài bấy nhiêu, lượng lá nó nhiều bấy nhiêu. À đây là bác đang phá đi, bắt đầu trồng cái bưng lớn đấy ạ, đang hạ dần đấy ạ. Đây mình đang trồng xem cây bưng đấy. Đây là cây bưng nữa. Đây. À. Còn đây là bắt đầu bắt độ thì bác sẽ bỏ hết đi đúng không ạ? Bắt độ này mình đang bỏ dần đi. Vâng. Em chào anh ạ. Cái nào ạ? Cái hàng mới trồng đấy. Vâng. Còn đây bát độ là mình sẽ bỏ đi. Nhưng mà chứng tỏ lá bát độ đây này, đây thực tế lá bát độ đây luôn. Nhỏ hơn. Đây, tôi bác tôi bác chỉ con cái bương lá to to để con so sánh này. Cái lá loại A đấy. Đây. Đây thực tế, đây bác cầm cho con. Đây, cầm cao lên nhá. Đấy, đây thực tế đây là lá bát độ này. Đây cũng là loại A bát độ bác. Cái này thì không được, lá bắt độ cái này nhỉ? Bác thử tìm cho con một cái loại A ấy, để con thử so sánh hai cái lá ấy. Đây. Đấy. Đây. Đây thực tế luôn để mọi người nhìn là phân biệt được ngay. Với cả là cái lá bương nó dày hơn đấy bác. Bương cũng dày hơn đấy. Lấy ra lá khô thì nó ít hao hơn. Ít hao mà cả nó cũng đạt cân hơn nữa. Đây thực tế đây là lá bương lớn này. Và một bên bát độ này. Thì bà con để thấy đây lá bát độ thứ nhất là nó sẽ mỏng hơn cái lá bương. Nó dày hơn. Bên cạnh đó thì khi mà sấy như bác nó là sẽ đỡ hao hơn đúng không ạ? Cái lá bương nó đỡ hao hơn. Vâng. Thì đây là cái vườn bác cũng đang phá, bắt đầu phá để bác tôi trồng xen các cái lá bương lớn vào rồi. Xin chào, tôi là Vũ Đình Phú, khu Năng, Minh Tiến, Đoàn Hùng, Phú Thọ. Vâng, thì hiện tại thì chú có thể giới thiệu qua cháu là chú đã làm chế biến cái lá này bao nhiêu năm và cái tiềm năng kinh tế từ cái lá này mang lại như thế nào được không ạ? Cái này thì tôi vào nghề từ năm 89-90 cơ. Cái hàng cái lá này thì mua nó có nhiều loại lá, măng chẹm, lá bát độ, lá mai, diễn, lá cuống đen, cuống vàng ở các nơi. Hiện tại thì chú đang thu mua cho bà con cái lá thì với giá thành là bao nhiêu, và ngoài ra nữa thì chú đang xuất đi những cơ sở thị trường nào hả chú? Cái này thì nó chủ yếu là xuất hàng Trung Quốc và Đài Loan, chứ là Nhật Bản, Hàn Quốc, nó tùy theo các nước nó thu nhập. Và ngoài ra nữa thì như cháu biết là có các loại lá chú đang thu mua ấy, thì trung bình các cái lá khô hay lá tươi chú đang thu mua cho bà con với giá như nào chứ? Lá tươi thì thu mua cho bà con bình quân thì nó ở giá 19-20 nghìn, đó là lá xô bình quân. Còn cái lá khô thì nó tùy theo, lá to thì to tiền, mà lá bé thì bé tiền, từ 50 nghìn đến 60 nghìn. À, thế thì có thể thấy là hiệu quả giá trị kinh tế cực kỳ cao nếu như bà con mà có lá để cung cấp thì cho chú đúng không ạ? Nói chung cái này thì sợ bà con không có lá thì còn có bao nhiêu thì tôi cũng mua hết. Bà con sẽ yên tâm là mình cứ có hàng thôi là có thể bán được, chứ không phải là sợ trồng ra là không bán được đúng không ạ? Đúng rồi đấy, chẳng hạn như không lấy thì khó thì cứ theo cái số điện thoại, số địa chỉ của tôi đến đây trực tiếp coi như là chỗ tôi sơ chế. Vâng. Cháu cảm ơn chú ạ. Vâng. Thế còn về măng ấy thì đây này. Cháu có thể xem là nó phát triển cái củ rất to. Đấy. Nếu mà thu hoạch măng thì cái củ của nó là nói tóm lại là rất nhiều. Cái chữ lượng là nó nhiều hơn, mà cái cây này thì nó đạt hơn cây bá độ nhiều. Cái này gần như này. Còn cây bát độ thì nó sẽ vẫn rộng hơn nhiều. Cây này nó đặc như cây tầm lông, đặc cứng như cây tầm lông. Ví dụ như là trong một năm đấy, bà con muốn bắt đầu về trồng cái cây này thì chúng ta có những lưu ý gì về cái thời gian trồng trong năm cũng như là chế độ chăm sóc không hả chú? Nếu mà nói trồng đẹp nhất thì vào tháng 7, tháng riêng đến tháng 7
là cái thời điểm đấy là nó phát triển nhanh. Chú có thể nói rõ hơn vì sao những cái thời điểm đó là nó rất là tốt không? Nó đang là cái mùa phát triển nó nhiều, nó cũng là cái mùa này nó sinh trưởng. Còn từ tháng 7 đến tháng riêng thì cái khoảng thời gian đấy thì cả là mình trồng nếu nó có sống nó làm đấy thì phát triển nó rất chậm. Cái cây này nó có một cái đặc biệt là nó chịu được đấy, chịu được xương, nên là cái lá của nó, cái xương đấy là nó cũng không ảnh hưởng gì. Ở đây có thể thấy là lá mọc rất là sát gốc này, thì cháu nghĩ đây là một điểm rất là điểm cộng đấy, vì nó mình thu hoạch nó dễ mà. So với cái bát độ là mình phải thuê nhân công hay là phải trèo cao lên để hái. Cái này thì rất là tốt rồi. Như trung bình chú đã từng trồng ấy, thì một cái cây này thì ví dụ như là bao nhiêu lá thì được, cái bát độ bao nhiêu lá một cân và cái cây bương này bao nhiêu lá được một cân chú? Như loại A ấy. Loại A như cái loại này đúng không ạ? Đây là A rồi nên. Vâng. Bây giờ là mình cũng không đếm cụ thể đâu. Thế nhưng mà chắc chắn là cái lá này thì nó ít hơn bát độ, mà cái lá này cháy thì nó sẽ được cân hơn lá bát độ. Hiện tại là đang thu mua tại vườn 22.000 một cân lá ạ. À? Thế thì ví dụ như một với một tính ra kinh tế ấy, chú, với một cái cây này thì mỗi một năm thì để chú thu được bao nhiêu tiền lá từ một cái bụi, từ một cái khóm này, và bao nhiêu tiền măng tre và bao nhiêu tiền bán thân hả chú? Thế này thì không... Chú cứ tính khoảng khoảng thôi để cháu có một cái nhìn nó sẽ khách quan hơn đấy. Cái này bình quân của mình ấy là 2 hecta này nếu muốn thu hoạch thì đúng là mỗi ngày được 2 tạ đến 2 tạ rưỡi. Thế mà mình cứ thu hoạch hết đầu nọ thì mình lại quay lại đầu kia. Còn à đấy đây chú tính hecta 2 hecta. Thì là cứ một chập mình hái đầu nọ lại quay lại đầu kia. Còn về cái măng thì sao ạ? Măng hiện tại thì với mỗi một cái như một cái khóm múi này chú thu hoạch được khoảng bao nhiêu cân măng trong một năm hả chú? Mỗi một khóm này nếu mà để khai thác măng ấy, như giờ này thì nếu để mình khai thác măng thì nó sẽ lên măng một khóm trong một năm đến 100 sức tốt. Thế nhưng mà nhìn nhiều nhiều thế cơ. Mình cũng không khai thác măng, mà bây giờ mình đang chủ yếu là mình đang khai thác lá và mình khai thác giống cho bà con, nên là cái măng mình để lại. Thì mình để lại thì nó sẽ không phát triển nhiều măng, và mình để lại lứa măng đầu giống. Và hàng năm chú vẫn chặt các cây nó già đi chú bán về cho các nhà máy giấy đúng không ạ? Đúng rồi, rất vụ là mình sẽ chặt các cây già đi. Chứ là mỗi một cây, mỗi một khóm mè mà được khoảng mấy chục cân như thế là cái giá trị kinh tế để cho các nhà máy giấy cũng cực kỳ cao đấy chú nhỉ. Những năm vừa rồi thì ví dụ với 2 HA này chú ước chừng thu hoạch được cả giống này, bán giống này, cả lá và cả bán thân hết bao nhiêu, được khoảng bao nhiêu rồi chú? Sau khi trừ chi phí đấy. Đấy mình cứ tính là mỗi ngày nó cả rưỡi nhân lên thì bình quân khoảng 3 triệu một tạ, trừ chi phí đi thì mỗi ngày thu được 2 triệu rưỡi. Tiền lá không đã 2,5 triệu một ngày rồi, chưa tính bán thân này, chưa tính bán giống. Giống nếu mà vừa này khai thác hết thì khoảng 2 đến 3. Thì mỗi tháng chú phải chăm phải hơn, phải quạt cháu tính ra để cả bán giống này, cả thân và bán cả lá này cũng hiệu quả kinh tế cực kỳ cao đấy. Thì lên tới là có được khoảng 100 đến 150 triệu một tháng thôi. Với 2 hectare này thì hơn ngoài cả giống cả lá là cũng phải được 8-8 đấy, trừ chi phí đi rồi nếu mà trừ chi phí. Thế một tháng đã được một tầm 150 triệu đấy. Mà cháu muốn hỏi sâu hơn về một số cái yếu tố về điều kiện trồng ấy chú. Như là hiện tại thì ở Việt Nam mình thì như chú biết ấy, cái đất nước mình là trải dài từ Bắc xuống Nam đấy, thì rất là hơn 1.000 km mà chú. Thì có rất nhiều các kiểu khí hậu và kiểu địa hình này, kiểu đất khác nhau, đất ba gian, đất đỏ này, đất đồng bằng cũng có. Thì cái cây này nó có yêu cầu gì về chất đất hay đòi hỏi gì về cái đất để trồng được không, và cái thời tiết nữa chả chú? Mình cho cái cây này nó là cây đặc biệt nên là khí hậu của mình rất tốt. Thứ nhất nên là qua cái quá trình thì là mình thấy cái lá này của nó là nó chịu xương, tất cả các loại lá nếu xương là nó bị đỏ, kể cả bát độ luôn đấy. Ừ. Và nó to lại, nhưng cái lá này thì nó vẫn phát triển rất bình thường.
Thế còn cái nhu cầu dinh dưỡng thì mình cho là cây này nó làm loại cây dễ chịu, trồng khu đồi này như là rất xấu rồi, cái đồng ruộng trồng hóp các loại rồi không lên được, cây này vào thì mình trồng cảm thấy lên rất là nhanh. Thế là chú đã từng trồng luồng, trồng bát độ ở đây rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Thì để có thể nói để chia sẻ thêm bà con là chú Nam là một cái người mà trồng tông là chú khởi nghiệp với cây măng bao nhiêu năm rồi chú nhỉ? Cây này nếu mà nói mình trồng từ bé nên là mình bắt đầu đấy biết trồng cây là mình đã trồng các bạn. Nhà tức là từ lúc bé mà chú đã trồng, là năm nay chú là 55 tuổi rồi đấy. Thì từ bé đấy phải cháu nói thẳng ra cũng phải 40 năm trồng cái cây rồi, để chú rồi trải qua rất nhiều các loại cây này. Bát độ này, mạnh tông này, hay là cây nhiều là cây măng tre rồi. Luồng diễn chứng nó thứ nói chung là thì suy cho cùng thì đến bây giờ thì chú mới tìm ra được cái loại cây này. Đấy, để chú đánh giá nhìn nhận đây là một cây vượt trội hơn so với các loại cây khác. Hiện tại cho đến bây giờ mình thấy chưa có loại cây nào nó vượt qua. Nhưng mà con sau này thì mình chưa biết được, có thể người ta nhân ra những loại giống khác.